Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Nếu bạn đang tìm một chiếc laptop gaming nhưng ngân sách có hạn thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một sản phẩm đến từ Acer, chiếc Aspire 7 với mức giá chỉ bằng laptop văn phòng. Với hiệu năng của chip AMD Ryzen 5 5500U chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi yêu cầu của người dùng. Không để mọi người chờ lâu nữa, hãy cùng mình vào video để khám phá xem chiếc laptop này có gì đặc biệt nhé. Khi nhìn vào ngoại hình của chiếc máy này thì sẽ cho bạn cảm giác rất gọn gàng, chắc chắn. Thiết kế khá đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch. Bao phủ toàn bộ vỏ máy là màu đen huyền bí. Logo Acer được làm sáng, bóng, đặt ngay chính giữa mặt lưng để người dùng dễ dàng nhận diện được thương hiệu. Dù là một chiếc laptop gaming nhưng lại không quá cồng kềnh. Với cân nặng chỉ 2,1kg và độ dày là 22,9mm thì bạn hoàn toàn có thể mang ra ngoài để học tập và làm việc. Phần bản lề của chiếc Aspire 7 này được làm rất chắc chắn, cho phép bạn gập mở được đến 170 độ. Vậy nên bạn có thể yên tâm khi sử dụng mà không lo gãy hay là lệch bản lề. Đây cũng là điều mà mình khá ấn tượng với chiếc laptop này vì tính chất anh em sử dụng không chỉ phục vụ cho học tập, làm việc mà cả giải trí chơi game. Vậy nên rất cần những chiếc bản lề chất lượng để tránh hiện tượng rung lắc khi sử dụng. Màn hình của chiếc laptop này có kích thước là 15,6 inch Full HD, tấm nền IPS, tần số quét là 60Hz, quá đủ để bạn có thể giải trí và làm việc hay là chơi game trên chiếc màn hình này mà không lo bị giật lag. Kết hợp cùng công nghệ Acer ComfyView sẽ giúp bảo vệ mắt và sức khỏe của người dùng, giảm mỏi mắt, chống chói, giảm đáng kể ánh sáng xanh có hại cho sức khỏe. Bốn cạnh viền được làm cực mỏng, rất tinh tế để tối đa diện tích, để màn hình có góc nhìn rộng nhất. Và dù cạnh viền mỏng nhưng vẫn được Acer trang bị một camera để bạn có thể thoải mái học tập và làm việc trực tuyến. Tiếp tục đến phần mặt của máy. Với bàn phím tiêu chuẩn thuộc loại full size nên có cả phần phím số, phím bấm vuông vắn, hành trình phím sâu tạo cảm giác gõ rất là đầm tay và thoải mái. Bên cạnh đó nó còn được trang bị thêm đèn nền để bạn có thể sử dụng thoải mái ngay cả trong môi trường thiếu sáng. Touchpad rộng rãi cho cảm ứng đa điểm, độ phản hồi nhanh khiến các cú vuốt chạm của bạn cực kỳ mượt mà. Một phần không thể thiếu khi nhắc đến những chiếc laptop gaming và đặc biệt là trên chiếc Aspire 7 này đó là hệ thống tản nhiệt. Nó được thiết kế với hai quạt tản nhiệt cùng 3 ống đồng full size và heat sink size lớn để tối đa hiệu năng làm mát cho chiếc laptop này. Bạn có thể thoải mái chơi game mà không lo máy bị nóng và giật lag trong thời gian dài. Khi sở hữu chiếc laptop này, bạn sẽ có bộ vi xử lý Ryzen 5 5500U với 6x12 luồng, 8GB DDR4, 256GB SSD cho bạn xử lý mượt các tác vụ văn phòng như là Word, PowerPoint, Excel. Tích hợp các đồ họa NVIDIA RTX 1650 sẽ cho bạn khả năng chỉnh sửa hình ảnh và dựng video đơn giản trên các phần mềm như là Photoshop, AI. Và chắc chắn rồi, chiếc Aspire 7 này cũng không thiếu bất cứ cổng kết nối nào, bao gồm hai cổng USB 3.2, một cổng USB Type-C, một cổng USB 2.0, một cổng HDMI, một combo mic jack cắm tai nghe để bạn thoải mái truy xuất hay là kết nối với các thiết bị ngoại vi. Dung lượng pin là 3 cell 48Ah, cho phép bạn sử dụng cả ngày mà không lo hết pin. Tổng kết lại thì đây là một chiếc laptop trên cả mong đợi so với tầm giá chưa đến 15 triệu. Khi nó là một chiếc laptop gaming hiệu năng khá ổn, ngoại hình rất hiện đại. Với mức giá chỉ bằng laptop văn phòng mà bạn đã sở hữu cả AMD Ryzen 5 5500U thì rất xứng đáng để thử đúng không? Link sản phẩm và những chương trình ưu đãi mình sẽ để ở dưới cho bạn nào quan tâm đến mẫu Aspire 7 này nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.